Tại khu vực Ugoda thuộc vùng Donbass, một chiếc trực thăng tấn công K-52 của quân đội Nga bị hỏa lực phòng không Ukraine bắn cháy, tuy nhiên phi công đã kịp nhảy dù an toàn. K-52 là dòng trực thăng tấn công uy lực nhất được Moscow huy động trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Tuy bị thiệt hại số lượng nhất định bởi hỏa lực đối phương, nhưng dòng trực thăng này vẫn là một trong những vũ khí đáng sợ của Nga. Do lo ngại trước hỏa lực của K-52, quân đội Ukraine thường tổ chức các buổi phục kích để đánh trả dòng trực thăng tấn công này. Mới đây, lực lượng phòng không Ukraine đã dùng tên lửa phòng không vác vai để bắn hạ một chiếc K-52 của Nga tại khu vực Ugoda. Được biết, phía Ukraine đã dùng tới hai tên lửa phòng không vác vai để nhắm bắn cháy chiếc trực thăng K-52 của Nga. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù bị trúng hai tên lửa phòng không vác vai, nhưng chiếc máy bay không phát nổ ngay lập tức. Điều này giúp phi công đủ thời gian để bấm nút phóng và nhảy dù an toàn. Hệ thống chầm bao gồm thiết bị nhìn hồng ngoại, thiết bị đo xa bằng laser và thiết bị xác định mục tiêu giúp cho phi công có thể theo dõi và khóa mục tiêu trên màn hình. K-52 được trang bị hỏa lực gồm một pháo tự động 30mm gắn ở mũi, 6 giá treo vũ khí gắn trên cánh mang theo rocket, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không. Khả năng thao diễn tốt, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, giáp chống đạn ưu việt, hệ thống điện tử công nghệ cao và được trang bị vũ khí đến tận răng đã biến K-52 thành một mãnh thú thực sự. Một đoàn tàu mang theo lượng lớn pháo tự hành 2S7M Manka có khả năng bắn đạn hạt nhân để tăng cường thêm cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine. Pháo tự hành 2S7M Manka hiện là loại pháo có cỡ nòng lớn nhất hiện nay trên chiến trường Ukraine. Moscow đã quyết định điều loại vũ khí này với số lượng lớn cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra. Được biết đây là lượng pháo hạng nặng được quân đội Nga tăng cường cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra. Với sức hủy diệt mạnh mẽ do cỡ đạn lớn, tầm bắn xa. Pháo tự hành 2S7M Manka đã khiến cho Ukraine nhiều thiệt hại. Video được công bố cho thấy các quân nhân điều khiển tổ hợp pháo tự hành hạng nặng 2S7M Manka vào vị trí, nạp đạn và khai hỏa vào trận địa pháo 2S7Pian và lựu pháo d 30 122 mm của Ukraine. Khi có tọa độ chính xác, các loại pháo đồng loạt khai hỏa, bắn cấp tập vào đối phương, sau đó rút lui để tránh phản pháo. Tuy sở hữu khoảng 100 khẩu 2S7Pian, nhưng phía Ukraine lại thiếu thốn nguồn cung đạn dược dùng cho pháo này nên chúng không mấy phát huy hiệu quả. Dùng pháo binh vẫn tạo ra hiệu quả tác chiến đáng sợ cho đối phương trong khi vẫn bảo đảm tính kinh tế rẻ hơn nhiều so với dùng tên lửa. Chi phí cho một quả tên lửa có thể gấp vài chục lần so với một quả đạn pháo. Việc dội một số lượng đạn pháo lớn vào mục tiêu cùng lúc sẽ tạo ra sức hủy diệt và gây tâm lý hoảng loạn cho đối phương. Để đề phòng trường hợp động cơ chính hư hỏng, 2S7 Biển có thêm hệ thống năng lượng phụ trợ công suất 24 mã lực dùng khi cần thiết. 2S7 Pian được trang bị pháo cỡ nòng tới 203mm, pháo đạt tốc độ bắn 3 phát trên 2 phút. Với nòng pháo 203mm và hệ thống hỗ trợ nạp đạn, 2S7 Pian có thể bắn những viên đạn nổ mảnh nặng đến 110kg, chứa 17,8kg thuốc nổ đi xa đến 37,5km. Kíp pháo thủ của 2S7 Pian lên tới 14 người, trong đó 7 người ngồi trên xe chiến đấu gắn pháo và 7 người ngồi trên xe hộ tống tiếp đạn. Ngoài ra, thời gian chuyển từ chế độ hành quân sang chiến đấu của 2S7M Manka giảm từ 10 xuống 7 phút. Cơ số đạn tăng từ 4 viên lên 8 viên. Cơ cấu nạp đạn mới cho phép nạp đạn khi nòng pháo ở bất cứ vị trí nào. Cải tiến trên cho phép tăng tốc độ bắn của pháo tự hành 2S7M Manka lên tới 2,5 viên mỗi phút, thay vì chỉ 1,5 viên mỗi phút như trên biến thể cơ bản 2S7 Hiền. Nga hiện đã nâng cấp DUC khoảng 150 khẩu lên chuẩn 2S7M Manca trong tổng số 500 khẩu 2S7 tiền họ đang sở hữu.